Thời gian vừa qua, không ít người phàn nàn khi bị tra tấn bởi những tiếng hát karaoke từ hàng xóm. Xung quanh câu chuyện hàng xóm mê karaoke gây ồn ào bất kể thời gian nào, cũng có rất nhiều chuyện dở khóc, dở cười. Người thì tố hàng xóm ngày nào cũng phận làm con gái, chưa một lần yêu ai, hoặc riêng gì đắp mộng cuộc tình. Người lại kể tội hàng xóm đã khuya rồi, còn đập vỡ cây đàn, hoặc hết Tết rồi, vẫn cứ mẹ ơi con xuân này vắng nhà. Dẫu biết rằng hát hay không bằng hay hát, nhưng có lẽ hát karaoke gây ồn ào, ảnh hưởng đến những người xung quanh thì dù có giọng oanh vàng cũng vẫn bị xử lý. Tất cả sẽ có trong bản tin Việt Nam Plus News. Thực tế, đã có nhiều vụ mâu thuẫn xuất phát từ việc hát karaoke gây ồn ào, bất kể giờ giấc. Hồi tháng 1 vừa qua, anh PQT, 25 tuổi, ngụ xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, cùng bạn và bố ruột bị chém thương tích. Khoảng 19h30 tối ngày 22 tháng 1, anh T cùng 3 người khác ăn nhậu và hát karaoke tại nhà thì một nhóm 4 người cầm hung khí tìm đến. Nhóm này nói rằng việc hát karaoke gây ồn ào, gây ức chế cho hàng xóm rồi chém anh T và một người bạn. Thấy con trai bị chém, bố anh T chạy tới can ngăn cũng bị dính đòn. Công an huyện Bình Chánh sau đó vào cuộc điều tra nhanh chóng xác định được nghi phạm. Một trường hợp khác, khi hát karaoke mở âm thanh lớn, một cặp vợ chồng bị chủ nhà trọ nhắc nhở. Chẳng những không nghe mà người vợ còn lớn tiếng chửi bới và thách thức. Hậu quả là người chồng bị hai bạn nhậu của chủ nhà trọ dùng dao chém gây thương tích nặng. Sự việc xảy ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2020. Anh Ngô Tương Phùng, ngụ khu phố 9, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, cùng một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà của Trần Hoàng Định. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi cả nhóm đang nhậu thì nghe tiếng hát karaoke của vợ chồng anh T, người thuê nhà trọ của anh Phùng, hát rất to nên anh Phùng có qua nhắc nhở kêu mở âm thanh nhỏ lại. Sau đó anh Phùng về nhà Định nhậu tiếp. Lúc này vợ anh T là Đỗ Thị Tâm không những không nghe lời nhắc nhở của chủ nhà mà còn có những lời lẽ chửi bới, thách thức anh Phùng. Chứng kiến chuyện anh Phùng bị người ở trọ chửi nên bực tức, Định liền gọi điện cho Lê Thanh Tuấn đến để dạy dỗ đôi vợ chồng kia. Khi Tuấn vừa đến, cả hai cầm dao sang phòng trọ vợ chồng anh T hỏi chuyện thì bị anh T phản ứng nên cả hai dùng dao chém anh T vào tay và bụng gây thương tích nặng. Anh T được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Qua ngày hôm sau, sợ bị công an bắt giữ, Tuấn và Định bỏ trốn khỏi địa phương. Đến cuối tháng 11 năm 2020, cả hai đã lần lượt bị sa lưới pháp luật và bị bắt tạm giam cho đến nay. Tháng 2 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát, đề nghị truy tố Lê Thanh Tuấn và Trần Hoàng Định về tội cố ý gây thương tích. Tại Hà Nội, một người đàn ông tên Nguyễn Huy Ngọc ở Triều Khúc, Tân Triều đã ném bom xăng sang nhà hàng xóm vào cuối tháng 11 năm 2020. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc nhà hàng xóm hát karaoke ồn ào liên tục, khiến ông Ngọc bức xúc. Tuy nhiên, cách dàn mặt này cũng là một hành vi vi phạm pháp luật. Và một thông tin gây chú ý là, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có công văn khẩn chỉ đạo các sở ngành, quận huyện vào cuộc quyết liệt để đến cuối năm trị dứt điểm karaoke tự phát gây ồn, nhất là xử nghiêm hành vi này với đợt ra quân cao điểm từ 30 tháng 6. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên truyền, vận động, nhắc nhở các gia đình, điểm kinh doanh, các tổ công tác liên ngành được lập để kiểm tra định kỳ và đột xuất theo lĩnh vực phụ trách. Người đứng đầu mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để vi phạm tại các nơi đã kiểm tra, xử lý. Chính quyền thành phố giao công an nghiên cứu, đề xuất bổ sung trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết cho công tác xử lý vi phạm. Giao Sở Văn hóa và Thể thao có kế hoạch kiểm tra các cơ sở văn hóa, kinh doanh, dịch vụ văn hóa, thể thao về vi phạm quy định tiếng ồn. Những tưởng việc hát karaoke tại nhà là quyền riêng tư, nhưng thực tế, luật pháp cũng đã có những điều khoản quy định về hành vi hát karaoke dẫn đến gây tiếng ồn lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư. Cụ thể, theo quy định tại điểm A, khoảng 1, điều 6, Nghị định 167/2013, NĐ-CP, vì các hộ gia đình, cá nhân có hành vi hát karaoke dẫn đến gây tiếng ồn lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau,
thì có thể bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung. Ngoài ra, Điều 17, Nghị định 155/2016/NĐ-CP cũng quy định nếu hành vi hát karaoke xuyên đêm của các hộ gia đình, cá nhân trong xóm gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn tại khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính thì có thể bị xử phạt cảnh cáo nếu vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 2 dBA. Đơn vị đo cường độ âm thanh tính theo decibel, phạt hành chính từ 1 triệu đồng đến 160 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 2 dBA đến 40 dBA. Tuy nhiên, một số luật sư cho rằng, tại Nghị định 155, quy định việc đo tiếng ồn phải được thực hiện bởi đơn vị có chức năng nhưng không đề cập đến phương tiện đo đạc khác, đồng thời không giao chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, phường được xử phạt hành vi này. Tiếng ồn do hát karaoke từ sinh hoạt của người dân phát sinh có thời điểm nhất định, nên cơ quan chức năng gặp khó trong việc phối hợp kiểm tra, đo đạc, xác định vi phạm. Người vi phạm cũng chủ động chấm dứt hành vi vi phạm khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. Trong khi đó, Nghị định 167 quy định mức phạt tiền 100-300.000 đồng nên chưa đủ sức răn đe và chỉ giới hạn việc xử lý vi phạm trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Nếu vi phạm ngoài khung giờ thì không thể xử phạt. Một khi có quy định cụ thể, không chỉ lực lượng thực thi công vụ mà người dân cũng có thể cùng tham gia phát hiện hành vi vi phạm. Hát là quyền của mỗi người, nhưng chúng ta cần có ý thức, trách nhiệm với cộng đồng để tiếng ồn của mình không làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bản tin Việt Nam Plus News của chúng tôi đến đây xin nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.